Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư Ly, -9145. Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn Hay vào website cá nướng da giòn com Asuka Tiểu Đường, dầu Nhật Bản, bảo thi shop Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, như chúng tôi vừa mới trình bày cái tin liên quan đến việc mà Tổng thống Joe Biden quyết định rút khỏi cái cuộc tranh cử khi mà thời gian chỉ còn có hơn 3 tháng nữa thôi. Trong khi đó, toàn bộ cái chiến dịch tranh cử của phe đối thủ thì trong suốt thời gian qua người ta đang tập trung mũi dùi vào ông Joe Biden. Thì bây giờ phải quay Thôi, thay thay đổi chiến lược rằng là bây giờ ai đây ai là người thì mới tìm hiểu cái nhân vật đó ra làm sao thì mới bắt đầu có những bài để mà công kích về cái nhân vật đó mà bây giờ chưa biết chỉ mới có biết là bà phó tổng thống là được ông joe biden đề cử thôi nhưng mà quyết định sau cùng của bên đảng dân chủ vẫn chưa có cho nên Lúng túng đó cũng không chỉ rơi vào đảng Dân Chủ mà rơi luôn cả cái phe đối thủ bởi vì chưa biết người nào, ông A, ông B, bà C, vân vân, chưa biết ai để mà mình có thể mình công kích. Nhưng mà cái quyết định của ông Joe Biden, người ta xem như là đó là đã là một cái quyết định để kết thúc 52 năm tham gia trên chính trường của ông kể từ khi mà ông khoảng 30 tuổi cho đến bây giờ. À, cho đến thời điểm này thì ông Joe Biden vẫn là một vị tổng thống mà có cái tuổi đời cao nhất ở trong lịch sử của Hoa Kỳ và thật sự thì trong chương trình cà phê sáng trước đó thì chính bản thân Ngọc Lan cũng muốn rằng là phải có một cái gương mặt trẻ đại diện cho nước nước Mỹ đại diện cho Hoa Kỳ mặc dù cái điều đó cũng có nhiều người nói là um, như vậy thì mình có vẻ như là không có 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 tôn trọng hoặc là không có xem cái giá trị của những người cao tuổi, nhưng mà thật sự nó không phải. Mỗi người đều có những cái giá trị của mình. Những người mà có cái thâm niên làm việc trong chính trường nhiều giống như ông Joe Biden, 52 năm thì cái điều đó là không phải là một người nào có thể là theo suốt như vậy xuyên suốt. Ông có nhiều kinh nghiệm đó là kinh nghiệm đó cho nên mới được là ông tổng thống cựu tổng thống Barack Obama chọn ông là trong làm phó tổng thống trong hai nhiệm kỳ. Có nghĩa là ông đã có cái kinh nghiệm trước đó nhiều rồi và thêm nữa là 8 năm làm phó tổng thống ừ. rồi tiếp nữa là 4 năm tổng thống thì kinh nghiệm ông không ừ. thể nói là ít được. Tuy nhiên cái vấn đề tuổi tác, vấn đề sức khỏe thì đó lại là quan trọng. Ờ, trong thời gian qua thì người ta thấy những cái lần xuất hiện của ông ông đã có nhiều cái sự mà gọi là giống như nhầm lẫn khi thì gọi tên nhầm người này khi thì gọi nhầm người khác ví dụ như ngay trong chương trình cà phê sáng của chúng tôi đôi khi chúng tôi nói mà cũng có thể là một lúc nào đó mình vừa nói mình mình sẽ đọc nhầm tên của ai đó hay là cái chức vụ nhưng mà cái vị trí của uh, Ngọc Lan Nguyễn Trường của sứ người viên lý đôi Sài Gòn TV sẽ rác rất nhiều với vai trò của một vị tổng thống khi mà trong những cái cuộc họp báo như vậy mà ông gọi nhầm ai đó hoặc là chức vụ của ai đó thì cái chuyện đó người ta cảm thấy là nó thể hiện cho một cái 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 trí nhớ hoặc là một cái sự minh mẫn thì việc ông rút lui á được xem là đó là một cái hành động à, sáng suốt và cho đến bây giờ theo cái tin của AP khi mà người ta tổng hợp lại hết để họ thấy rằng là cái quyết định của ông thật ra là nó À, mặc dù trước đó ông vẫn khẳng định rằng là ông vẫn tiếp tục rồi có nhiều người lên tiếng nhưng mà điều đó có lẽ là không phải là ông không từng nghĩ tới nhưng mà cái cái điều mà ông thật sự nghĩ tới là bắt đầu trong trong những ngày vừa qua khi mà ông bắt đầu vướng covid 19 và ông về nghỉ ở trong cái ngôi nhà riêng của mình rồi à, nói là chỉ mới đầu chỉ là một cái nhóm rất là nhỏ để mà trao đổi cái suy nghĩ đó cái quyết định đó và khi mà ông đã quyết định rồi thì chỉ có một vài người thân cận và những người đắc lực xung quanh ông là biết thôi. Và đến lúc mà 1 giờ 45 phút trưa ngày hôm qua theo giờ miền Đông đó, lúc bắt đầu ông tuyên bố ở trong chính những cái người thân cận của mình. Và một phút sau đó thì cái bài mà um, ông viết, thay vì đó là phải là một cái diễn văn để mà rút lui, thì bây giờ là một cái bài viết được đưa ra. Thì trong đó những cái quyết định mà ông thấy, uh, cái chuyện mà ông rút lui như vậy thì nó vẫn là một cái cái quyết định người ta cho rằng là suy nghĩ đến cái lợi ích của quốc gia vẫn nhiều hơn. Um, mạng xã hội trong những ngày qua thì người ta cũng đã so sánh giữa cái quyết định rút lui của ông Joe Biden và ông uh, một người đứng đầu của nhà nước Việt Nam tại mình là người Việt Nam thì chọn đó là ông Nguyễn Phú Trọng vừa mới qua đời cũng ở cái tuổi 80, cũng ở mức 80 giống như là ông Joe Biden một bên thì người cho là họ tham quyền cố vị có nghĩa là ở cho đến cái giờ phút cuối cùng mặc dù là đã có những cái bệnh như thế nào vân vân nhưng không từ chức là không từ chức còn bên này thì thấy rằng là, là con đường mình đi tiếp nó sẽ có có thể là ảnh hưởng không phải là ảnh hưởng đến một mình cá nhân ông mà sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người thầy là ông rút lui à, thì đó là những cái điều mà chúng ta nhìn thấy còn riêng cái chuyện mà đánh giá cái vấn đề này như thế nào thì đó là tùy theo cái quan điểm chính trị của mỗi người nhưng mà chị thấy là ngay cái thời điểm mà chúng ta đang sống ở đây trong những năm vừa qua đó nó có quá nhiều cái biến cố mà mình gọi là lần đầu tiên trong lịch sử cái gì cũng là lần đầu tiên hết à, kể từ lúc mà nói về chính trị Hoa Kỳ thì lần đầu tiên chúng ta có một tổng thống là người da đen đó là ông Barack Obama đó rồi sau đó, rồi chúng ta lại có lần đầu tiên mà chúng ta đối diện với một cái đại dịch mà nó làm tê liệt hết toàn bộ thế giới. Rồi lại lần đầu tiên mà chúng ta thấy có một cái chuyện mà tấn công vào tòa nhà quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng của năm 2021. Rồi bây giờ, cách đây một tuần, thì chúng ta trong cái thời cuối của, của những người giống như Nguyễn Trường hay ngọc đang đang sống, lần đầu tiên một ông ứng cử viên ra tranh cử tổng thống đã bị ám sát hụt rồi một tuần sau đó thì một cái người là ra tranh cử chỉ còn có hơn 3 tháng nữa thì lại rút lui thì đó rất là nhiều cái điều mà chúng ta trong cái thời đại chúng ta đang sống đây lần đầu tiên chúng ta đối diện. Cái thời đại uh, chúng ta đang sống ở đây đó chúng ta thấy có nhiều cái mà lần đầu tiên xảy ra. Thì thưa quý vị uh, đối với tôi đó thì thêm một thêm một sự kiện nữa đó là 1975 lúc mà Sài Gòn bị sụp đổ, lúc mà lúc mà bị uh, à, uh, chiếm lấy Sài Gòn đó thì thưa với quý vị cái đó là cái ngày mà không bao giờ quên được rồi sau đó là mình thấy một đại dịch nè Ô oh, lần đầu tiên mình biết được nó đại dịch nó như thế nào nó làm tê liệt cả thế giới luôn từ vấn đề uh, tất cả vấn đề về y tế về công ăn việc làm về hãng xưởng này kia đấy cái gì nó không phải thay đổi rồi sau đó mình thấy thời kỳ lạm phát nè thời kỳ lạm phát một tô phở năm sáu đồng mà lên thành 12, 13, 14, 15, 18 đồng vân vân rồi mình thấy có nhiều cái nó thay đổi lắm, nhưng mà nếu mà nói tính ra nha. Nếu mà bà Kamala Harris mà trở thành tổng thống của Hoa Kỳ thì cũng sẽ là lần đầu tiên một người đàn bà gốc Á châu và da màu, da đen đó được làm giữ một cái chức vụ lớn nhất ở trong Đảng dân chủ đó là tổng thống là một nè, chủ tịch của Đảng dân chủ nữa nè. Rồi còn nhiều cái điều nó xảy ra, nhưng mà chưa chắc được như thế nào, tại vì mặc dù là bà Kamala Harris được tổng thống Biden đề cử, nhưng vẫn phải qua cái thủ tục được đảng dân chủ chấp nhận hay không, rồi có những cái yếu tố như thế nào nữa để mà đưa lên trong danh sách là ứng cử viên à, của chúng tôi sẽ là người này. hồi nãy Ngọc Lan có nói tới cái vấn đề mà bên phía đảng cộng hòa cũng đang gặp lúng túng và rắc rối là tại vì bao nhiêu cái tờ flyer in ra, bao nhiêu những cái, cái bài viết mà để chỉ trích uh, tổng thống Joe Biden, rồi những cái gì để tấn công ông đó, bây giờ phải ngưng lại hết, đảo ngược lại hết, và bây giờ chỉ mũi dùi đó qua ai thì chưa biết luôn. Bà Kamala Harris chưa chính thức được đảng dân chủ đề nghị lên, đó thì ai sẽ là cái người mà họ sẽ phải tấn công, bây giờ phải ngồi lại để nghiên cứu lại. Rồi ở bên phía của Đảng dân chủ cũng vậy nữa, họ đã in ấn ra biết bao nhiêu tờ flyer tờ quảng cáo Biden Harris 2024, bây giờ phải đổi chữ lại. Đó, Harris for President 2024 và ai sẽ là người phó tổng thống? Chưa biết ai sẽ là người phó tổng thống mà bà Kamala Harris chọn để chạy đua và tòa Bạch Ốc với mình. Nếu mình được chọn đề cử, đề cử là, là tức một tổng thống rồi đó. Thì giờ phải chọn người phó tổng thống nữa. Ôi cái chuyện này bây giờ nó sẽ còn rắc rối nhiều lắm. Từ bây giờ cho tới 3 tháng nữa, tức là tới ngày, ngày đại hội của Đảng dân chủ mà khi ủa 19 khoảng khoảng ngày 19 20 là sẽ là có đại hội Đảng ừ. dân chủ. Có ừ. nghĩa là còn khoảng một tháng nữa. Nhưng mà ba tuần một tháng đó. Một ừ. khoảng một tháng nữa là đại hội mà lúc đó mà chọn ra đó là thấy là có vẻ cái người thí dụ nếu không phải là bà uh, Kamala harris mà một người khác thì liệu người đó có đủ cái thời gian để đi gây quỹ để vận động tranh cử hay không bà này thì là vì là ông uh, joe biden đề cử bà cho nên coi như là bà sẽ được thừa hưởng những cái tiền mà trước đây người ta đã gây quỹ để ủng hộ ông joe biden thì bà này được thừa hưởng cái đó nhưng mà với một người khác thì sẽ như thế nào thì cái chuyện đó mình chưa có biết chỉ biết rằng là tất cả đều lúng túng và ừ. chính trị hoa kỳ đang được cả thế giới đổ dồn mắt nhìn vào lạ quá chưa bao giờ có trong lịch sử hết ai cũng ai cũng cảm thấy là bối rối hết xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại